Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ đang trải qua những ngày cao điểm của đợt nắng nóng này. Đợt nắng nóng này được đánh giá là khả năng sẽ là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong mùa hè năm 2021. Nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 34, 37 đến 40 độ C. Hòa Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi có những điểm nhiệt độ cao trên 40 độ C, thậm chí lên đến 41 độ C. Đặc biệt nếu đo thực tế trên mặt đường, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các chuyên gia cũng cho biết cao điểm của đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 3 tháng 6, gây ra cảm giác bỏng rát, oi bức với người dân. Từ đêm mùng 3 sang ngày mùng 4 tháng 6 sẽ có một hình thế gây mưa trên diện rộng và nhiều nơi sẽ có khả năng mưa to. Nhờ vậy mà nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt và Trung Bộ sẽ dịu dần. Theo đó, bản chất virus SARS-CoV-2 không thay đổi, nó phát tán mạnh ở môi trường lạnh và độ ẩm thấp. Trong thời tiết nắng nóng, khả năng virus tồn tại bên ngoài môi trường là rất thấp. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tăng cao là do tiếp xúc quá gần và sự lây nhiễm đã diễn ra trong các môi trường mát và kín, tập trung đông người. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nhiệt độ, độ ẩm chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hành vi con người mới là yếu tố quan trọng. Việc sử dụng điều hòa trong phòng kín vào mùa hè là điều kiện thuận lợi khiến virus phát triển và phát tán. Cách thức lây truyền của virus là thông qua giọt bắn, qua bề mặt chứa virus, qua không khí. Môi trường khép kín, chật hẹp, mật độ đông người, tiếp xúc lâu là yếu tố nguy cơ cao. Đặc biệt trong đợt dịch lần này, COVID-19 bùng phát mạnh ở những khu công nghiệp, quán karaoke đều là môi trường kín. Hiện Việt Nam ghi nhận rất nhiều ca nhiễm một ngày, chủ yếu ở Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Song các bệnh nhân này đã được cách ly từ trước. Vì thế không loại trừ khả năng thời gian ủ bệnh của các bệnh nhân dài nên đến giờ mới phát hiện dương tính. Chưa chắc bệnh nhân bị nhiễm vào những ngày nóng vừa qua hay từ trước đó. Khác với các đợt dịch trước, bệnh nhân diễn biến nặng thường là đối tượng lớn tuổi, có bệnh nền thì đợt dịch này, ngay cả bệnh nhân trẻ tuổi và không có bệnh nền cũng có diễn biến nặng, thậm chí là tử vong. Theo số liệu của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia thì hiện có tới 84 ca bệnh COVID-19 đang ở mức tiên lượng rất nặng và có khả năng tử vong cao. Đáng chú ý là trong đó có cả trường hợp là phụ nữ đang mang thai.